Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại chủ đề 10 vạn câu hỏi vì sao. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao con chim én bay thấp thì trời lại mưa. Đây là hình ảnh những chú chim én. Nếu như các con thấy những chú chim én bay thấp thì trời mưa, có bao giờ các con đã đặt ra câu hỏi này chưa? Vào cuối xuân và đầu hạ, khi đi chơi ngoài đồng, nếu ta thấy con chim én bay thành đàn và sà thấp xuống mặt đất thì thường sau đó trời sẽ mưa. Nguyên nhân là trước lúc trở về trời, không khí chứa nhiều hơi nước đọng vào những bộ cánh mỏng của côn trùng, làm tăng tải trọng, khiến chúng chỉ có thể bay la xà dưới mặt đất mà thôi. Trong số các côn trùng này, có loài lớn như chuồn chuồn, nhưng cũng có các loài mối, muỗi nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy. Ngoài ra, vì áp thấp ngột ngạt nên nhiều loài sâu bọ sẽ chui lên khỏi mặt đất. Chim én thì bay xuống thấp là để bắt những cái côn trùng sâu bọ này. Cho nên, cứ mỗi khi thấy chim én bay thành đàn sà xuống đất, người ta lại nói rằng trời sắp có mưa rồi đấy. Và cô cũng mách nhỏ cho các con được biết rằng chim én là biểu tượng của mùa xuân. Vì vào mùa này, chim én háo hức trở về để tìm kiếm bạn tình và nơi trú ngụ tốt hơn. Những đàn chim én bay về mang theo sức sống trào dâng, báo hiệu một năm mới rộn ràng, đầy hứa hẹn. Chính vì thế, mỗi khi thấy đàn chim én bay lượn trên bầu trời thì ta biết mùa xuân đang sắp về. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con hãy nhớ đăng ký và ấn chuông để nhận được những bài học mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.